vào chủ nhật tuần rồi. Thử thách cho cả đội nhất á là cái phần cuối cùng. Tại vì cái phần thứ nhất là cái thời gian vẽ nó khá nhanh. Phải vẽ làm sao thứ nhất là đẹp, thứ hai không chúng ta phải đoán được đó là vẽ cái gì. Nó rất là khó. Nên ấn tượng nhất là vòng cuối cùng, là vòng 3. Thì nhờ đặt như vậy thì mình cảm thấy là mình có đối thủ xứng tầm đúng không? Xứng tầm. Mình một đội là phải thắng, còn đội là chắc chắn không thua. Và tuần này sẽ là cuộc tranh tài nảy lửa giữa Nói Là Làm và Chích Chòe Chịu Chơi. Cả gì mà nhiều mỡ? Cái dồi, cái mập, chép, trụ. Chuột hả? Ca sĩ gì mà hay ca bài nắm tay anh thật chặt. Dịch mày Thái Tân Hưng. Đúng xem. Vào lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên SCTV4.